Nhà tôi chưa đóng tiền cho nên bị cúp điện, cúp nước hết rồi. Tôi đi theo để trốn chủ nhà ít bữa, với lại còn được ăn chực, đỡ tốn kém. Cái ông này đã mập rồi còn keo kiệt, bị bủn xỉn nữa. Trời, cái mùng sao mà nhỏ xíu vậy? Buổi tối mà bay bay vậy? Tôi xỉu đó nghe bà nội. Khỏe, bà nhìn tôi là bà biết rồi. Nào vậy? Bạn trai hả? Trai đâu không có. Còn là trâu với bò không? Chắc tao hơn mày đó. Nhìn tao nè, cái da nè, trời nó đen thui. Còn ai nữa? Nói. Cả nhà đơn viên giao thừa bánh mức pháo hoa. Cả nhà ngồi chơi trong cô sao vẫn chưa thấy về. Tết một năm chỉ đến một lần, vẫn còn sạc vali về nhà ngay. Tết này con sẽ về. 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 Phúc và sức khỏe dành cho cha mẹ. Chúc mọi người một năm tuyệt vời, cùng nhau chào năm mới.